em nhìn ổng trong webcam này sao? Nhìn nhỏ con á, mà lúc đấy chuyên gia mặc đồ đen. Ủa nhưng mà nhìn webcam này nhìn cái mặt thôi sao biết nhỏ con? Đó là em bảo là thôi anh đứng lên cho em xem. Nhìn người vừa đen mà vừa nhỏ, mà trong khi đó là lộ viết thư á, ảnh gửi hình cho em, anh nhìn như tại lãng tử Hàn Quốc luôn. Đã bảo em bảo là mày bị lừa rồi. Yêu xa mấy năm? 6 năm ạ. 6 năm yêu xa. Dạ. Là có bao giờ mà chia tay nhau chưa? Có. Em về vấn đề yêu xa là em quá yêu xa mà nhưng mà ảnh không đồng ý. Dạ kiểu nói chung là em là con gái mà kiểu tủi thân lắm. Nhiều lúc những ngày lễ rồi đi chơi với bạn bè có đôi có cặp mà mình em vậy thì ở nhà ta nói chuyện với qua điện thoại nhau thôi. Khi là em phải đi khoảng 30 phút leo lên ba ngọn đồi. Trời ơi. Mới gọi được một cuộc điện thoại nhưng mà chỉ tầm được khoảng 2-3 phút là nó lại tắt, phải gọi lại vậy á. Có lần là trèo lên cây á là vì không có sóng, trèo lên cây để gọi, có lần té rồi. Té đó hả? Dạ. Lúc đấy em đang nghe thì cái gió trên ngọn cây gió ào ào vậy á. Tự nhiên em nghe cái rụt, em mới bảo gì vậy? Mãi mới thấy ảnh thưa, ảnh vừa mới té từ lên ngọn cây té xuống. Cảm động rồi. Anh nghiêm túc trong công việc bao nhiêu thì anh về anh nhõng nhẽo với vợ với nhau. Trời ơi. Nhõng nhẽo sao đâu, ví dụ một ví dụ vài chi tiết đi. Nhiều lúc ăn cơm mà cứ ngồi bấm điện thoại với game vậy. Rồi vợ đúng thì em đừng có nói vợ đúng. Đúng rồi em rút cơm vậy nha. Trời ơi. Hồi trước thì yêu em còn nhỏ, em có 48 kg thôi. À, bữa nay lấy chồng xong em lời được 15 kg thịt luôn. Hồi trước thì yêu ảnh cõng em, ảnh đi đâu công viên này mà thôi lưng anh cõng. À sao cõng bữa nay là mới ngủ dậy trên giường ấy, em bảo anh dậy đi. Mà không, cõng anh xuống nhà vệ sinh đánh răng. Trời ơi, cõng luôn hả? Dạ em tên là Hòa, quê ở Nghệ An. Hiện tại là đang kinh doanh tại nhà ở Gia Lai. Em năm nay 29 tuổi ạ. Thế còn vợ Hòa? Dạ, lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả. Em xin giới thiệu, em là Lê Thị Hương, em năm nay 26 tuổi và em cũng kinh doanh tự do tại nhà. Hai bạn gặp nhau ở đâu? Cách đây như 9 năm á, là em mua lại cái điện thoại cũ. Thì vô tình trong cái tin nhắn nháp á, thì có một chữ A của cái số điện thoại của chồng em đang dùng á. Em mới ấn để xóa đi, thì vô tình là em ấn gửi. Thì ảnh lại cứ tưởng là bạn ảnh trêu. Ảnh mới gọi điện lại bắt bẻ em nhiều lắm, hỏi tại sao có số này. Xong em mới hỏi là tôi đã nói rồi là tôi nhầm số. Anh không tin tôi vậy. Xong anh bảo là không nhầm số thôi, là bạn nói chuyện. Lúc đấy anh cũng siêng nói chuyện lắm. Nói chung là ngày nào cũng nói hết á, nhắn tin rồi nói chuyện ấy. Thế là quý mến nhau rồi là anh em. Nhưng mà lúc đó là em ở Gia Lai. Dạ. Bạn này vẫn đang ở Nghệ An đúng không? Hay là bạn đã vào rồi? Lúc đấy em đang đi làm, lúc đấy em làm bên công trình á. Em là tài xế. Đi làm công trình ngay ở dưới Hậu Giang á. Công nhận lầy ghê luôn á. Tại vì chuyện ta nhầm số một cái thôi mà coi như là lấy được vợ luôn, ghê thiệt chứ. Em có biết bạn này cùng quê với mình không? Không, lúc đấy chưa biết. Sau được 2-3 ngày nói chuyện rồi mới giới thiệu là ở Gia Lai. Bắt đầu lúc đấy là em mới xin nick của nick Yahoo á. Bắt đầu mới ra quán net rồi chat với là lúc đấy mới thấy mặt qua huyết cộng thôi. Lần đầu tiên mà em nhìn thấy cô gái này trên webcam thì cái cảm nghĩ của em lúc đó như thế nào? Lúc đấy thì ấn tượng dạ, ấn tượng lúc đấy thì em cũng thấy nhìn cũng dễ thương, cũng trắng trẻo. Trong cái thời gian nói chuyện thấy vợ cũng hoạt bát với là cũng hòa đồng. Thế là nói chuyện một thời gian thì cảm giác thích. Thế còn em nhìn ổng trong webcam thì sao? Nhìn nhỏ con á, mà lúc đấy chuyên gia mặc đồ đen. Ủa nhưng mà nhìn webcam mà nhìn cái mặt thôi sao biết nhỏ con? Có lần em bảo là thôi anh đứng lên cho em xem. Nhìn người vừa đen mà vừa nhỏ, mà trong khi đó là lộ viết thư á, ảnh gửi hình cho em, nhìn như tại lãng tử Hàn Quốc luôn. Bạn em bảo là mày bị lừa rồi. Rồi tụi em yêu xa bao lâu? Nói chung để khi mà để ngỏ lời á, lúc mà giới thiệu anh em để ngỏ lời á là cũng phải tầm khoảng 3 tháng đến 4 tháng. Là em có ngỏ lời với vợ. Nhưng mà lúc trong cái thời gian đấy là vợ đang còn học lớp 11. Tuổi học trò đang yêu đương ở trong trường thôi, trong lớp thôi. Vì thế nhiều khi kể chuyện là thích người này người nọ thì em cũng hơi khó chịu. Nhưng mà sau này do em quyết tâm em thử ngỏ lời xem. Lúc đấy em có đồng ý không? Lúc đấy vợ dạ, thì chối. Thế lúc đấy là em từ chối thì ảnh mới sợ là em sẽ giữ khoảng cách với ảnh á, không nói chuyện nữa. Thì ảnh ấy lại chủ động nói chuyện nhiều hơn. Có một lần ảnh ấy về quê Nghệ An á, ảnh chuẩn bị về quê ăn Tết á, thì ảnh mới bảo em là em mới hỏi anh đang đi đâu. Ảnh bảo anh đi tán gái. Dĩ nhiên trong người em nổi máu ghen lên. Tối về ảnh đi về rồi, em mới nhắn tin cho ảnh á, em bảo là em yêu anh rồi.
anh ấy mà điện lại cho em gấp, anh bảo có thật hay là đang đùa anh đó. À, xong rồi em mới bảo là anh nghĩ em đang đùa thật đó hả? Xong rồi tự nhiên là nghe cái giọng sụt sịt lắm. Cái giọng sụt sịt giống như muốn khóc á. À, cảm động đó hả? Thì không, lúc đấy em khóc. Dạ, lúc đấy cảm động thật. Cảm động vì, thật. Là vì lúc đấy, lúc em ngỏ lời là cũng cách đó khoảng mấy tháng thôi. Thì em cũng nghĩ là sợ là vợ ngại đó. Thì em chỉ bảo là thôi thì mình cứ làm anh em đi, cứ nói chuyện bình thường đi. Và em nghĩ sau này được kiểu gì cũng cảm động à. Sống bất cố. Vậy yêu xa mấy năm? 6 năm ạ. 6 năm yêu xa. Dạ. Là có bao giờ mà chia tay nhau chưa? Có. Em về vấn đề yêu xa là đó, em quá yêu xa. Nhưng mà anh quá không đồng ý. Dạ kiểu nói chung là em là con gái mà. Kiểu tủi thân lắm. Nhiều lúc những ngày lễ rồi đi chơi với bạn bè có đôi có cặp mà một mình em vậy. Thì ở nhà ta nói chuyện với qua điện thoại với nhau thôi. Trong một năm đấy chỉ gặp trên webcam thôi. Còn sau một năm bắt đầu mới gặp mặt. Lúc đấy là em đang chuyển về Nghệ An, em làm công tác ở Nghệ An rồi. Lúc đấy em làm ở vùng núi á, vùng sâu vùng xa á, là nhiều khi sóng điện thoại không có, lúc có lúc không. Có khi là em phải đi khoảng 30 phút leo lên ba ngọn đồi. Trời ơi. Mới gọi được một cuộc điện thoại, nhưng mình chỉ tầm được khoảng 2-3 phút là nó lại tắt, phải gọi lại vậy á. Có lần là trèo lên cây á, là vì không có sóng, trèo lên cây để gọi, có lần té rồi. Té đó hả? Lúc đấy em đang nghe, thì cứ gió trên ngọn cây, gió ào ào vậy á. Tự nhiên em nghe cái rụp, em mới bảo cái gì vậy? Mãi mới thấy ảnh thưa, ảnh mà mới té từ trên ngọn cây té xuống. Cảm động luôn. Ôi. Có sao không vậy? Lúc đấy chỉ thấy trước tí thôi. Lúc đó thì anh hỏi cảm giác của Hương á. Hương nghe cái điều đó, em thấy nhớ và cũng thấy thương lắm. Sau này em cũng trân trọng, em không dám nói lời chia tay nữa. Rồi lấy nhau đến bây giờ là bao lâu rồi? 3 năm 6 tháng. Tụi em có mấy em bé rồi? Dạ, hiện tại thì chưa ạ. Thế rồi lấy nhau rồi có vỡ mộng sau hôn nhân không? Có. Anh dạ. Kể trước về anh ấy đi. Ảnh thì hồi trước cũng hay quan tâm em lắm. Mà bữa nay cưới á, em mới bảo là anh ơi em đói bụng quá, thôi đi ăn đêm đi. Anh cũng bảo chứ giờ này còn đi cái gì nữa. Mà hồi hôm là 1 giờ sáng em đói bụng là vẫn đèo em đi ăn. Có nghĩa là cái là hoàn cảnh thay đổi, con người đã đổi thay. Còn gì nữa em? Dạ thì mê chơi game lắm. Mọi hôm thì hồi trước vô thăm em là nói chung là dẹp hết điện thoại. Em đi trực ở bệnh viện á, lúc mà trực đêm, trực nguyên sáng luôn. Ảnh ngồi hành lang chờ em cả sáng đến sáng. Còn bây giờ em mà chở em đi đâu ấy là thôi, chịu khó em tự đi mình đi. Thôi giờ này còn chở gì nữa, tự đi đi. Phải lúc đấy là lúc đối chiều. Lúc đấy đang mải chơi game quá mà. Hỏi nó không đúng lúc lắm mà. Đấy, ông người thật. Rồi còn gì nữa? Ở ngoài á, ảnh đi làm á, công việc của ảnh á, thì ảnh nói chung là anh nghiêm túc trong công việc bao nhiêu, thì anh về nhõng nhẽo với vợ với nhau. Rồi. Nhõng nhẽo sao đâu, ví dụ một vài chi tiết đi. Nhiều lúc như ăn cơm mà cứ ngồi bấm điện thoại như game vậy. Rồi vợ em đúc nha, đừng có nói vợ đúc. Đúng rồi, em đúc cơm dài nha. Ôi giời ơi cao đất dài ơi, cháu nó cứ bấm game nữa rồi cứ đấy, bác gái đút thế này đây. Bây giờ vẫn còn không? Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Giờ đỡ rồi, đỡ là vẫn còn. Đỡ. Hồi trước thì yêu em còn nhỏ, em có 48kg thôi. Mà bữa nay lấy chồng xong em lời được 15kg thịt luôn. Hồi trước khi yêu ảnh cõng em, ảnh đi đâu công viên hè mà thôi lên lưng anh cõng. Bữa nay là mới ngủ dậy trên giường ấy, em bảo anh ơi dậy đi. Em bảo không, cõng anh xuống nhà vệ sinh đánh răng cho. Trời ơi, cõng luôn hả? Ủa mà em cõng nổi không? Có chứ ạ, em cõng nhẹ lắm. Giống như là cái gì đó, có vay có trả đó. Sao tôi tò mò cái cổng này quá, thiệt luôn á. Đem cổng thử đi. Tò mò ghê luôn á. Chắc em phải bỏ quốc ra các. Bỏ quốc đi, bỏ quốc ra. Cổng đi coi sao nè. Lên lưng em nào. Lên lưng. Ôi trời ơi. Cổng kìa. Được chưa? Được chưa? Trời ơi, thương thiệt đó chứ. Ông trước mặt mẹ chồng đang ngồi vậy chứ mà ảnh bảo chứ vợ ra với chồng bảo này. Nó bắt đầu em mới hỏi cái gì? Quay lưng lại. Em tưởng là sau lưng em có cái gì. Nhảy lên lưng em cõng á. Nhảy phóc lên luôn. Chạy xung quanh nhà đi. Mẹ cứ đứng mẹ ngồi mẹ cười vậy. Bây giờ em mong muốn không thay đổi cái gì? Bất chơi game lại. Với lại là nói chung là trong cái công việc gia đình ấy thì chưa có con cái thì cũng đơn giản, nhưng mà sau có con cái rồi việc gia đình cũng phụ vợ nhiều cái. Dạ. Thế còn em
Kể cho anh nghe đi, dạ. Cô ấy có tật xấu gì không? Vợ của em thì thực sự là rất là bướng. Mỗi khi trong cái công việc hay là cái gì cũng vậy, hay là trong chuyện gia đình cũng vậy, nhiều khi em nói một cái gì đó mà không ưng ý là cãi, gọi là cãi không chịu thua luôn. Ghê lắm. Cãi mãi luôn, cãi không chịu thua luôn. Cãi khi nào mà giận nhau luôn thôi. Với là hay quên. Đơn giản như vợ cầm cái điện thoại hay là cái gì đó mà đẩy đấy rồi, xong tính là đi hỏi chồng điện thoại đâu rồi. Bây giờ biết đâu, có biết đâu điện thoại đâu đâu mà hỏi. Bây giờ kể cả chìa khóa cũng vậy, nhiều khi chìa khóa xe đi về rồi đó, là cắt chìa khóa ở đâu không biết nữa. Đến khi lấy xe đi không có chìa khóa luôn. Đáng tiếng. Do còn gì nữa? Trong công việc nhiều khi cũng hay bề bộn lắm. Có những cái thì cũng gọn gàng, nhưng có cái nhiều cũng bừa bộn lắm. Ừ, thế giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Thì bớt bướng đi. Chồng bớt nói gì? Thì nói chung lúc chồng nóng thì tốt nhất là cũng vợ giảm đi. Mà lúc vợ nóng thì chồng giảm được. Nhiều khi trong cái cuộc cãi vã phần đa là do chồng chủ động không à. Vợ ít khi mà chủ động gọi là để nó, hai bên nó làm hòa với làm nhau. Mong muốn là điều đó. Em phải làm hòa không? Dạ, phần đa là em làm hòa không? Thực ra chuyện tụi em quá đơn giản đi, đang dễ thương quá trời quá đất đi. Thôi những cái gì mà đang có mình cứ sở hữu đi. Mình cố gắng mình phát huy đi. Còn em á, bớt chơi game, lo cho vợ chút xíu. Thì vợ sẽ bớt bướng lại. Để làm chi biết không? Để chuẩn bị có con nè. Đang trông đúng không? Cũng mấy năm rồi? Ba năm rồi. Cho nên là chuẩn bị đi để có con. Ngày hôm nay là đến chương trình này á, gặp anh Bin rồi á, là chắc chắn thế nào cũng có con nè. Thôi nhân đây anh chúc cho hai vợ chồng nha, luôn luôn thuận thảo, vui vẻ, hòa hợp ha. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp tới với hai vợ chồng. Và đặc biệt trong năm sau sẽ có không chỉ là một em bé mà một cặp song sinh xuất hiện ở tại Gia Lai, mà đặc biệt là ở trong nhà hai đứa luôn. Cảm ơn. Tên là Hạnh, hiện tại hai vợ chồng em đang ở Trương Định, ở Hoàng Mai, Hà Nội. Thì hai vợ chồng cùng vào đây được mấy hôm, cho ông bà vào cùng đi chơi ở Sài Gòn. Không biết ở đây là phụ huynh của cô dâu chú rể là ngồi ở vị trí nào? Nhưng mà là ông bà nội hay là ông bà ngoại? Ông bà nội ạ. Thế nhìn có một thằng cu ở dưới là con. Dạ vâng. Vâng ạ. Cũng rất là cảm ơn chương trình vì là đúng cái dịp này ấy, là kỷ niệm tròn 6 tháng em bé ra đời. Đấy, thứ hai đã là kỷ niệm 4 năm quen nhau của vợ chồng em. Và thứ ba đã là honeymoon, kỷ niệm 34 năm ngày cưới của bố mẹ chồng em. Trời ơi. Thay mặt cả ekip thực hiện chương trình rất cảm ơn gia đình mình đã có mặt trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị khán giả một tràng vỗ tay. Vâng ạ, bây giờ thì cho em xin phép được giới thiệu về em ạ. Em tên là Lê Thu Thủy ạ. Năm nay em 26 tuổi ạ. Hiện tại em đang làm vị trí sales admin, nghĩa là trợ lý kinh doanh của đại lý Hà Nội Ford ạ. Vậy là chắc anh này đi mua xe gặp em à hay sao? Dạ không ạ, anh này là học cùng trường em nhưng mà lúc mà học thì không có quen. Mà ra trường mấy năm rồi quen. Thực ra thì hai vợ chồng thì chênh nhau 6 tuổi. Em ra trường 2 năm rồi thì vợ em mới vào học. Thực nhưng ra sao thì mà biết nhau được ta? Hai vợ chồng thì tham gia chung một câu lạc bộ. Là câu lạc bộ sinh viên tuyên truyền ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Lúc em ra trường rồi thì thoảng có về thì có gặp, nhưng lúc ấy không có ấn tượng gì cả. Sau đó thì cũng hai vợ chồng thì quen nhau là qua Facebook. Như vậy là kể từ khi có Facebook rồi hai người mới là trao đổi tình cảm qua lại nhau. Thực ra là cái hồi có Facebook đấy là lúc đấy là em mới thất tình với người yêu cũ á. Buồn thì lên Facebook thả thính thôi. Em thả thính là buồn buồn chán chán ai tán yêu luôn. Thế anh inbox em bảo là anh được không? Lần đầu tiên nó làm cái chuyện đó em không hiểu sao là lúc đấy tự nhiên là trời xui đất khiến thế nào tự nhiên là vào nhắn tin như vậy. Ai dè thấy cô ấy trả lời. Sau ấy cô lại mời mình đi cà phê. Tại sao mà em trả lời anh ấy là bởi vì em nhầm ạ. Chứ còn em đâu có nói chuyện với người lạ đâu. Anh chồng anh tên là Bùi Đức Hạnh. Mà cái người em quen trước đây anh tên là Trần Đức Hạnh. Anh ấy giúp em làm cái bài luận văn tốt nghiệp đại học ấy. Không nhớ họ mà. Tính đi trong đầu là cái anh Hạnh đó rồi. Nên là mình mới hỏi rủ đi cà phê, rồi định cảm ơn, rồi thì nói chuyện vậy thôi. Mà không ngờ là một cái ông Hạnh khác hoàn toàn khác. Cái bí mật này phải đến lúc mà đến tân hôn thì mới dám nói là. Em cứ nghĩ là tự nhiên mình bị tán ấy. Hóa ra là mình bị lừa. Hóa ra số mình cũng hên. Thế nhưng cái lần đầu tiên em gặp anh Hạnh này thì ấn tượng em như thế nào? Thì hôm đấy là sinh nhật một bạn cùng phòng của em, thì em nhường phòng trọ cho em, bạn tổ chức sinh nhật với bạn bè. Thì em hẹn anh này đi uống cà phê. Thì buổi sáng hôm đấy em trang điểm cũng xinh xinh rồi, mặc váy ngắn rồi thì áo khoác điệu đà lắm, xinh. Hồi đấy trẻ ấy, không như bây giờ ạ. Thì em đi ra ngõ em thấy một ông ngồi trên xe Blade này, đội mũ bảo hiểm này. Ông ấy ngáp, trời ơi, ngáp to ơi to. Có mắt một mí nữa. Tại vì trong cái ảnh avatar trên Facebook là đeo kính không biết một mí hai mí. Đấy, thế là em
Thế là anh em ớ gì vậy? Không không có gì ạ, à, cho đi chơi. Thế là anh ấy đưa em đi chơi mà trời hôm đấy lạnh lạnh, em phải đói, anh cho em đi ăn cháo lòng. Thế sau về rồi là kỷ niệm gì cũng đi ăn cháo lòng, một tháng yêu nhau đi ăn cháo lòng rồi thì đăng ký kết hôn xong, đi ăn cháo lòng kỷ niệm. Và lúc là gọi em nghĩ là trời ơi, tình yêu của mình là tình yêu cháo lòng, suýt nữa đặt tên con là ở nhà là cháo lòng luôn. À, nhưng mà Hạnh thì sao? Lần đầu tiên mà gặp cô ấy ở ngoài đời. Lúc đấy thì em cũng có nhìn qua ảnh rồi, nhìn ngoài nó không khác nhau nhiều lắm. Nhưng mà nó chỉ trông nó nhí nhảnh hơn ở trong ảnh thôi. Trông như con chim cánh cụt ấy. Lúc già luôn trốn rồi. À, lúc già luôn trốn. Đi cứ tung tăng tăng đi ra và không ngờ là lại trông trẻ con hơn ở trong ảnh. Trông trong ảnh chín chắn hơn. Nhưng mà thôi, đã hẹn gặp rồi thì cũng đủ đi chơi. Thực ra cái hôm đầu tiên mà rủ đi đấy là hôm đấy Hà Nội bắt đầu cũng lành lạnh. Quanh quanh cái khu vợ em ở nó cũng ít đồ ăn. Hỏi cái gì cũng bảo là tùy anh, món gì cũng được. Đi vòng 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 chả có món cháo gì lòng. Cả. Thế có quẩy cháo lòng. Thế bảo, bà ăn cháo lòng. Cái hôm ấy là vợ có nói lý lắc như này, không nói nhiều như này không? Không ạ, hôm đấy là em còn buồn vì chuyện thất tình mà em còn kể. Em vừa mới thất tình xong anh ơi, em buồn lắm. Em buồn cười lắm ạ. Tại vì không có xác định là yêu, chỉ đi gặp vậy thôi. Em cũng nghĩ vậy thôi. Anh em cùng câu lạc bộ thì thấy có chuyện buồn thì thôi và chỉ đi chia sẻ thôi. Rồi bao lâu thì chính thức yêu nhau? Thì cũng không biết là lúc nào mà chính thức là yêu nhau, tức là hai người nó cứ đến sát dần nhau dần. Bây giờ anh hỏi nè, dạ. Từ lúc mà yêu nhau, trong hai người ai là người ghen nhất? Em nghĩ là vợ em. Thực ra em thì chả ghen gì đâu. Cô này cũng ghen sao? Hay ghen với người cũ của em. Em thì đặc biệt được cái là khi đã chia tay bạn gái cũ rồi thì gần như là không có bao giờ liên lạc lại hay là có tư tưởng, ý tưởng gì cả. Nhưng vợ em thì lúc nào cũng thích là xem ngày xưa chồng có bao nhiêu bạn gái. Rồi thi thoảng thì tự nhiên lại nghĩ lại nhìn thấy một cái ảnh nào đó bạn bè ở trên Facebook ở đấy cái thứ. Thì lại bảo ngày xưa có phải chồng quen cô này hay không? Thế là bắt đầu có thể giận vài hôm luôn. Sau khi vợ chồng lấy nhau rồi nè, đúng không? Vâng. Là còn ghen không? Vợ em thì nói là không ghen nhưng mọi người nhìn vào ai cũng bảo ghen. Ví dụ như là đôi khi là ảnh chụp với một vài chị hoặc bạn nữ ở cơ quan cũ chẳng hạn. Mà nó hiện lên Facebook. Thì cứ hỏi bạn này là bạn nào, bạn kia là bạn nào, tại sao chụp ảnh lại khoác tay nhau hay cái này cái kia. Thế là có thể tối hôm đấy ngủ mơ luôn. Ghen trong giấc mơ. Không phải đâu ạ. Thế là em mơ là em bắt gặp chồng em ngoại tình với một cái cô xấu lắm luôn ý. Xấu kinh khủng khiếp. Xong hỏi chồng bảo quen qua Facebook bảo chứ sao em mới ước quá, em bảo là tại sao em cũng không phải là xếp hàng dài người theo đâu, nhưng mà cũng có vài người theo đuổi và em cũng không phải là xấu xa. Rồi anh có con với em rồi, lúc em đang mang bầu mà, mang bầu hay suy nghĩ lắm. Thì vợ đẹp con khôn như vậy mà anh còn đi theo cô xấu như này tại sao? Anh nói đi, anh trả lời một câu nữa mà anh bảo em là nhưng mà thỉnh thoảng trên Facebook nó chụp ảnh chân nó dài đẹp lắm. Em cũng có khóc luôn là chồng mới lay lay dậy sao em rồi. Thế anh bảo sao thế, xong rồi em hất anh, em đạp anh xuống giường, em bảo là tránh ra. Thế là anh không hiểu tại sao đến sáng ngày hôm sau cũng không hiểu tại sao vợ giận nguyên một ngày, xong mãi mới kể là em mơ như thế là... Bây giờ anh hỏi nè, từ lúc cưới nhau cho tới bây giờ là bao nhiêu rồi? Dạ, 2 năm 1 tháng ạ. 2 năm 1 tháng là gì? Anh hỏi trước nha, dạ. Chồng em tính xấu nhiều? Cũng nhiều tính xấu ạ. Đầu tiên là cái gì anh cũng dè dà ấy. Ví dụ em bảo anh tắm đi thì anh bảo ừ anh tắm luôn đây, nhưng mà phải mấy tiếng sau anh mới tắm, anh ngồi trên tủ. Thế em cảm thấy rất khó chịu với việc đấy. Thế là em thích là nói là phải làm luôn. Là chậm chạp rồi đó là một tính, là rồi gì nữa? Cái thứ hai là anh ấy nói không suy nghĩ đâu ạ. Nhiều khi làm tổn thương mình rất là nhiều mà anh không biết là tại sao vợ giận. Nhưng mà lúc em bầu em mệt ý. Anh mà chỉ có mỗi ăn với cả ấy thôi mà anh mà cũng kêu mệt à, làm mình rất là tủi thân. Nhưng mà sau khi mà mỗi lần nói như vậy thì anh có thấy là cái chuyện mà anh nói như vậy là sai không? Anh ấy cũng biết là anh ấy sai đó, anh cũng tìm cách và anh ấy trục lỗi bằng hành động thôi chứ anh không chịu nói. Mà em thích nói là anh xin lỗi, anh sai rồi, anh xin lỗi. Nếu mà sai thì phải nói xin lỗi. Trước em giờ chưa nói xin lỗi? Có bao giờ bắt ép thì mới nói xin lỗi đó. Thế có bao giờ mà em ép một cái kiểu xin lỗi nó không phải là nói, không phải là hành động mà là gọi là bắt viết một cái bảng kiểm điểm nào không? Có đấy, cái chuyện này em cũng bực mình lắm ạ. Nghĩ lại cũng thấy tức luôn ạ. Có một lần là em phát hiện ra cái ngày này năm xưa trên Facebook ấy, nó nhắc là anh này anh ấy viết một cái nốt cảm ơn em ngã rẽ cuộc đời. Em mà ngã rẽ cái gì, xong rồi đông nói từ đông xuống tây là đấy là cảm xúc ở thời trai trẻ. Trai trẻ gì, đang có người yêu chuẩn bị cưới là trai trẻ gì với ngã rẽ. Ôi sao vậy? Quay ra là thực ra lúc đấy là có một cô cùng công ty cô chuẩn bị lấy chồng, thì anh nhân dịp cô lấy chồng thì anh có cái cảm xúc như vậy với ngã rẽ, không hề liên quan. Nói chung là giải thích vòng vo mình không hiểu được qua hay là anh có tình cảm với cô đấy không. Thế đứa đấy là đứa nào, ai cưới cô đấy là cô nào, không đấy, nhớ anh đấy, không vợ nhớ. Em suy diễn kinh không?
không được. Cuối cùng thì sao? Nhưng mà cuối cùng cái hình phạt đến với em là cái gì? Thế sao em giận em không nói gì, đến bao giờ anh nói cho em sự thật thì chúng ta nói chuyện tiếp. Đến khi mà anh ấy không chịu được, anh mà là vợ ơi, anh không thể nào mà chịu đựng được đâu, anh cảm thấy đau hết cả người. Vì vợ im lặng, em không hiểu là em im lặng thì sao là anh ấy đau người được. Thế là sau một hồi gì giải thích các thứ thôi mà ok, nhưng mà bây giờ anh phải viết cho em 1000 lần là anh chỉ yêu vợ và con anh, tuyệt đối không tơ tưởng người khác. Thế là anh bảo ừ anh viết đây. Sau anh lại bảo viết, anh viết ở công ty nhưng mà cô lao công cô dẫm rồi, nghe thấy điêu rồi ấy. Thế là xong anh bảo cô anh viết như thế, nhân viên nhìn thấy anh viết như thế cười mặt anh ngựa kia. Sau em vẫn giận, thế là vừa ngồi trong đêm anh vừa viết. Được bao nhiêu, 1000 không? Không được đâu ạ, chắc khoảng 200. Rồi thôi như vậy cũng được rồi, 200 là quá rồi. Rồi bây giờ ngược lại vợ em tính xấu nhiều. Cái tính đầu tiên ấy chắc anh chị cũng biết là suy diễn. Vâng. Ghen. Ừ. Mình thì hoàn toàn là chả bao giờ có ý nghĩ gì mà gọi là tơ tưởng cô này cô khác cả. Ừ. Có thể là ngày xưa hồi mình còn trẻ mình chưa chín chắn thì mình có thể yêu cô này yêu cô kia. Ừ. Nhưng mà từ cái ngày mà yêu vợ em cho đến xác định cưới vợ em là không có tơ tưởng cô nào hết à. Ừ. Nhưng mà không hiểu sao là thi thoảng lại cứ lại có chuyện này có chuyện kia, tự nhiên là gia đình cứ rối tung lên. Thế là đấy là cái tính xấu đầu tiên mà em không rất là không muốn vợ em mà là tiếp tục cái tính đó. Cái thứ hai là ở nhà thì nói chung là cũng hơi bừa bộn, tức là ỷ lại vào chồng. Thì cũng muốn là chăm chồng nhiều hơn. Đến chỉ có hai cái đó là hai cái mà em thấy đôi khi nó cũng bức xúc nhất. Và hai cái điều đó có phải là hai cái điều mà em mong muốn vợ em thay đổi không? Dạ vâng có. Cái thứ hai em rất muốn là vợ em bớt nghĩ linh tinh đi, bớt suy diễn đi. Yêu chồng rồi thì yêu chồng nhiều hơn một tí nữa. Rồi bây giờ em? Em mong muốn anh ấy thay đổi là anh trước khi nói gì để anh phải nghĩ xem cái điều ấy nó có làm tổn thương người khác hay không. Thứ hai nữa là nếu mà được thì anh đừng lừa mà em bằng mắt một mí nữa. Đừng lừa mà em bằng mắt một mí nữa. Bây giờ vậy đi, bây giờ Thuận lừa trước coi sao. Em có thấy dễ sợ bằng chồng em không? Chồng em dễ sợ hơn. Đâu em lừa thử coi. Coi em với anh Bin ai lừa kinh hơn. Bình thường không có chuyện gì thì em không thể tự nhiên lừa được. Cảm giác lúc đấy mình khó chịu thì tự nhiên là cái mắt mình vốn dĩ đã xấu rồi. Thì tự nhiên là nó thế thôi chứ không có nhu cầu gì hết. Bác này, bây giờ không biết cái thằng cu này nè, nó là con mắt một mí hay hai mí ta? Một mí. Một mí lúc mà bầu em bé, tại em đã cố gắng không nhìn mắt chồng đâu. Nhìn mấy anh đẹp trai cơ, không hiểu ra để ra mắt một mí. Nó có lượm ơi, lượm coi. Rồi bây giờ về đi, chuyện của hai bạn này á, nó có một cái như vấn đề như thế này. Cái tính suy diễn của mình á, ở cái giai đoạn đầu của hôn nhân hoặc yêu nhau á, thì nó không có cái gì mà gọi là nguy hiểm lắm đâu. Nhưng mà mình đồng hành với nhau đi suốt cuộc đời, sẽ có một lúc trên một cái đoạn đường nào đó, cái người đàn ông á, họ bị chi phối bởi những cái áp lực từ bên ngoài ập vào họ, rồi áp lực từ ở trong nhà. Cái đó là cái điều mà chắc chắn là ai cũng vậy, chứ không phải là riêng gia đình nhà nào đâu nha. Cho nên theo chị là như thế này, bây giờ là mình sẽ qua một cái giai đoạn mới, sang trang mới, có nghĩa là phải trở thành một người mẹ, một người vợ đầm thắm và gọi là biết control cái cảm xúc của mình. Tại vì á, đến một lúc nào đó em cứ giữ suy diễn như vậy á, là tự em vẽ đường cho chồng em chạy đó. Cái đó là cái chuyện mà không đơn giản đâu nha. Còn riêng cái chuyện mà những cái câu nói để tổn thương người khác thì em cũng phải lưu tâm cái này. Có thể là một lúc nào công việc nặng nề mệt mỏi quá, rồi vợ lại cứ cằn nhằn, rồi bị vẫn còn suy diễn đó, rồi ghen tuông, rồi thế này thế nọ ấy kia, rồi nóng, rồi mình buộc miệng ra mình nói những cái điều mình không suy nghĩ. Thì cái đó chồng cũng nên bớt cái đó đi. Thì rất mong là các em bớt cái tôi của mình lại, để mà mình giữ được cái đại gia đình mình bền chắc như thế này. Phát triển hơn nữa đấy ạ. Rồi. Đó, phát triển hơn nữa. Đó. Còn đã có cu tí rồi thì phải có. Nhanh chóng phải có một con tí nheo. Rồi, vậy cảm ơn các em. Rồi, chương trình cảm ơn cả nhà. Tôi biết người đàn ông này. Đây là một người đàn ông cực kỳ tài năng. Vậy hả? Tài năng lắm. Em hãy cởi cái cúc áo ra để cho thoải mái nào. Dạ vâng. Nha. Rồi, xin chào hai vợ chồng trẻ nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyên, em đến từ Huế. Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn. Wow. Và các bạn bằng tuổi. Em Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ, năm nay là chắc em 28 rồi đó. 28. Quyền là một bạn biên đạo rất giỏi luôn. Vậy hả chị? Tại vì là chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình Tinh hoa hội tụ. Dạ. Và bạn này là quán quân. Dạ. Quán em quân về múa đó, tinh hoa hội tụ là tất cả các bộ môn, nhưng mà bạn này lại là quán quân, mặc dù bạn chỉ là về múa thôi. Dạ. Nhưng mà em nhìn thấy là chị Vân với anh Quốc Thuận thì có ra được cái dáng của dancer không?
Dạ có chứ, bởi vì em nghĩ rằng là mỗi thế hệ sẽ có một cái cách nhảy khác nhau. Thì đúng anh rồi. Chị nó chắc chắn có cái cách nhảy của những người lớn tuổi thì nó sẽ have fun, vui hơn và chắc chắn là mọi người sẽ làm ra hơn. Chị... mọi người sẽ... nó là biết con múa là nè. Đó. Này giống như Parkinson vậy. Rồi, rồi bây giờ mời mời em. Em nói lớn lên nghe, rồi nói lớn lên. Không biết ở dưới là có nghe Ngọc nói không ạ? Chắc không đúng không? Rồi. Ngọc cứ tự nhiên đi con. Ngọc thực ra là tại vì nè, Ngọc đang e, gọi là có một sự e ngại nhẹ, là như gọi chị Vân với anh Thuận á, thì sẽ có một sự e ngại. Thành ra là Ngọc cứ thoải mái đi, Ngọc thích gọi bằng anh chị cũng được, gọi bằng cô chú cũng được. Miễn là con thoải mái thôi. Anh chị cô chú thôi nghe, chứ không được ông bà. Rồi. Anh gọi bằng cô. Rồi đứng yên luôn. Cái mi chưa có phải không? Alo. Alo, 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 alo Ngọc, alo. Alo đi đi con. Alo. Dạ alo. Rồi, alo. Nghe đó. Dạ. À, dạ, xin chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi, hiện con đang là con quấn con đi học. Con đang đi học hả? Dạ. Con học đại học gì? Dạ con đang học ở Đại học Hoa Sen về chuyên ngành về Media Direction. Giỏi quá. Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền. Lúc đó là con chưa đúng không? Lúc dạ, con lúc đó con chưa. Thì lúc đó là bạn Ngọc cũng đang theo sát số hậu trường với con. Sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer, rồi bao là trang phục, rồi lo những cái buổi tập của con là luôn luôn được sau ánh sáng của con. Rồi bây giờ mình vô luôn cái vấn đề. Đó, bây giờ quay ngược thời gian lại nha. Bây giờ con kể cho chương trình nghe đó, cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào. Và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Con lần đầu tiên con gặp Bảo Ngọc thì chắc là 2015. Nhưng mà chắc là sau lần đó là con không nhớ Bảo Ngọc là ai cả. Bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là So You Think You Can Dance, một cái chương trình riêng về Vũ Công. Thì Bảo Ngọc là, nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà. Người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người miền Trung như thế này. Thì nhà Bảo Ngọc rất là thích con, rất là kiểu bạn này tới Huế này, người Huế này vô ủng hộ hết mình. Thì năm đó là con đi xe cũng xem một cái chương trình là xong Bảo Ngọc cùng được chụp ảnh với con. Và sau đó lúc đó thì xong cả là con không biết, bởi vì giống như một người bình thường chỉ có con biết okay. Anh Huyền thôi chứ anh Huyền không biết con. Đúng rồi. Là, thời điểm đó là con làm một phía đúng không, là con gọi là đơn phương ngưỡng mộ anh. Dạ, là chỉ lúc đó thiệt ra là 2014 là anh Huyền thi thì 2015 là vô tình là cái hôm đó con đi thi thì con lại gặp anh Huyền cũng đang đi xem cái mùa sau. Thì với vô tình cái ba mẹ con thấy cái kêu là meo vô chụp hình với anh Quyền nè. Đó, dạ vậy đó hả. Nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Quyền chưa hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi? Dạ lúc đó thì con chỉ giống như là ngưỡng mộ là tại vì về tài năng của anh Quyền thôi. Dạ. Tức là gặp nhau rồi là từ năm 2015 2014 Dạ, 14 là biết con 15 là chính thức gặp. Đó, rồi biết. Rồi nhưng mà bao lâu thì các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn? Thật ra là cái này là một cái duyên nhá, là từ ba của Bảo Ngọc. Thì lúc đó là con nói chuyện với ba Bảo Ngọc là con không xin là chú, con xin là anh chị đấy. Nói chuyện là anh Hòa rồi thì chị Mai. Thì kiểu giống như lúc mình là kiểu đối tác bởi vì anh Hòa liên hệ con gian dừng một cái bài để cho Bảo Ngọc biểu diễn trong trường. Đó thì trong cái quá trình tập luyện dưng thôi tôi con cùng tên với nhau đó thì ba bút con dạy cho lớp của Bảo Ngọc. Sau đó là thì con cũng thương Bảo Ngọc rồi bắt đầu là tìm hiểu nhau và bắt đầu có những cái kết nối với nhau, nói chuyện với nhau từ đó là tại bây giờ luôn. Xí cho chú hỏi coi là lúc đó là tụi con ở ngoài Huế hay là đã trong này? Dạ ở trong này chứ ạ. À là gia đình con là đã vô trong này hết rồi. Dạ lúc đó Bảo Ngọc ở lớp 12. Dạ gia đình con là ở trong này từ nhỏ. Rồi sao vậy đó? Là lúc cái Quyền lúc coi như con tập cho Ngọc là thời gian bao lâu? Con tập hình như trong vài tháng trong mấy tháng á. Mấy tập tháng cho luôn. Tập thể của Bảo Ngọc luôn, tập thể lớp luôn. Mấy tháng luôn. Đúng rồi, thì con cũng là hai trường đó là con cũng gian dần cho nhiều nghệ sĩ, nhưng mà đối với học sinh á cấp ba thì đấy là chắc là bài học bài dần đầu tiên của con. Đầu tiên đúng không? Thì cũng là giúp Ngọc lại được hai giải quán quân ở đó. Wow. Nhưng mà bao lâu thì con cảm thấy là có một cái sự gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé Ngọc?
Dạ thì trong ban đầu, thời gian mấy tháng đó đó. Chia sẻ lần đầu thì con lúc con tập về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Yeah. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tính á là con của ba Hoa, anh Hoa lại bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn bởi vì người ta bút mình bây giờ mà con gái của người ta mất tích và số tuổi ấy. Rồi thì là về sau thì có bắt đầu để Bảo Ngọc, bắt đầu cho Bảo Ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá. Liên quan đến bưng bê nhào xoay rồi Bảo Ngọc gánh hết. Bao nhiêu lúc con kiểu không, thực sự lúc đó thì con vẫn chưa có tình cảm, chỉ là tập luyện học sinh mà, đứa nào học sinh quậy làm được là mình la luôn bên này. Như vậy là trong cái lúc tập đó là chắc chắn là phải có coi như là va chạm đúng với rồi, nhau, đụng rồi. Chạm tay chân bưng bê này nọ đúng không? Là chắc chắn là cô gái 18 tuổi này chắc chắn là sẽ có xíu sắn, sẽ có sao xíu với chàng trai này đúng không? Dạ. Con trước hay là anh Quyền đúng trước? Ngọc. Dạ thiệt ra là cái lúc mà anh Quyền đang tập cho con là con có thích một bạn khác chứ không phải là anh Quyền. Dạ. Một bạn trong nhóm của con. Thích một bạn trong nhóm của con. Bạn hay đó là... bé đó nhỏ tuổi hơn con nhưng mà tại vì trước đó là con có đi thi ở cũng ở trong trường, là cái cuộc thi đó là học sinh thanh lịch thì con cũng có bắt cặp với bé đó thì con cũng có mến bé đó. Tới lúc mà anh Quyền tập cho con thì cũng xem giống như là anh Quyền là biên đạo rồi nhớ rất không là có gì. Dạ đúng rồi, không có gì hết á. Xong rồi sau đó thì tại vì lúc mà anh Quyền tập là anh Quyền cũng hay la, tại con đứng ở chỗ quan trọng với lại là hay làm mấy cái mạo hiểm á thì anh Quyền cũng rất là sợ bị té này nọ nên là rất là hay la con. Nên là con không thích. Dạ, cô hiểu rồi, có nghĩa là tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không? Dạ. Mà sau khi đạt kết quả rồi, sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không? Thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi lẹ, thay đổi nhẹ đúng không? Dạ, có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau khi giải quán quân đầu tiên. Thấy chưa? Đó, xong rồi vừa rồi là kiểu là con ở đây một mình mà, con ở đây một mình, con thuê nhà, con ở đây một mình, thì con có nuôi thêm hai em cúm, thì con vô tình con nói là Tết mèo ơi qua giúp anh chăm cúm này đi, rồi có gì ra Tết anh dừng đi chơi rồi bắt đầu quay phim để mà cảm ơn, thì đó từ từ bắt đầu những cái mối quan hệ như vậy là nhờ hai con mèo đó, nhờ hai con chó, hai con cúm đó, mà con và bạn mèo này mới quen nhau đúng không? Đúng rồi. Dạ, là quen lúc đó là con đã học đại học chưa? Dạ, chưa đúng, đúng là lớp 12 dạ. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là chính thức quen nhau là con lúc đó đang học lớp 12. Dạ, dạ đúng rồi. Là mười mấy, 18 đúng không? Dạ đúng rồi. 17. 18 là tốt nghiệp đó. Dạ, 18 là tốt nghiệp lớp 12 đó. Nàng 17 còn chàng là hai mấy. Dạ đúng rồi. Đó, vậy thì quen nhau lâu không? Và có nghĩa là quen có trơn tru không, cái đến ngày cưới không hay suôn sẻ đó. Suôn sẻ, không có cãi nhau, không có gây lộn rồi không có bị cấm đoán bởi hai gia đình hay là hay là gặp đủ thứ trắc trở. Dạ thì con nghĩ là không đến nỗi ảnh hưởng, bởi vì thứ nhất là nếu mà quen nhau là hôm qua là tụi con vừa kỷ niệm xong 4 năm là ngày hôm qua luôn. Là tụi con cùng quyết định đi đăng ký giấy kết hôn vào ngày hôm qua. Thì đăng ký giấy kết hôn ngày hôm qua. Dạ rồi, cưới thì cưới lâu rồi đó. Cưới lâu rồi nhưng mà quá son rồi. Dạ, nhưng mà chọn quá. Cái ngày để vậy đăng ký là đăng ký. Ngày kỷ niệm luôn. Đó, bây giờ quay trở lại với câu hỏi. Dạ. Là cái tình yêu của các con bắt đầu là lúc đó là Ngọc mới có 17 tuổi. Vậy thì có cái tình yêu có đẹp không? Hay là có bị chia tay chia chân gì không? Dạ, chia tay thì không có. Nhưng mà cái lúc mà con mới về anh Quyền á là thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm dạ mời phụ huynh lên. Mời phụ huynh lúc đó là mời mẹ con lên nói chuyện. Là rồi chia sẻ cũng thầy, tại vì thầy rất là thương tại vì thầy đó ở với con nguyên cả năm cấp 3 là dạy từ lớp 10 tới lớp 12 luôn, nên là thầy cũng nói chuyện với mẹ con nói là tại vì cũng biết là cái ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á, lúc đó rất là mới, không biết là anh Quyền có thật lòng hay không, hay là kiểu là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con, và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa. Thì lúc đó thầy rất là lo, là thầy mời phụ huynh lên. Là chỉ có vậy thôi gì? Thôi dạ. Còn Quyền lúc đó là có bồ chưa? Con có bồ chưa hay là lúc mà đang quen mèo, đang thời điểm mà tập cho mèo á thì cũng là con cũng mới chia tay xong. Như vậy là hợp lệ rồi. Dạ. Nhưng mà sao cái lần mà thầy mời mẹ lên như vậy á là về phía con á
con có né anh Quyền không? Dạ hay không, tại thì ra lúc trước cái cũng là cái thời gian anh Quyền chia tay với là vô tình con cũng chia tay luôn. Dạ. Chia tay cái anh Lực đúng không? Anh dạ, cái bạn mà nhỏ tuổi hơn hả hay sao? Dạ, dạ không, một bạn khác. Chà, sao mối tình học trò có nhiều quá vậy? Dạ, một anh lớn hơn thì lúc đó con và anh con cũng chia tay. Thì nhưng mà một cái là con không hiểu tại sao nhưng mà mẹ con á rất là cấm đoán việc mà con quen tức nó quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn. Rồi giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu hoặc là đi học thêm thôi, cũng sẽ đi coi coi là con có đi học hoặc là có đi chơi với cái bạn nào không. Nhưng mà từ lúc mà mẹ biết anh quen Quyền á là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại là mẹ không nghe thầy mà lại rất là thích anh Quyền và rất là ủng hộ. Nhiều khi là do đồng hương á, đúng không? Dạ, thì con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con từ đó vào con lập nghiệp ở đấy á, thì ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên truyền hình hàng ngày, cộng với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ, thì có nghĩa là có một sự đồng cảm của sự đồng hương cũng như là một cái sự cố gắng của con trong cái công việc nhiều hơn. Kiểu tin tưởng, không còn kiểu là giống như là suốt ngày là bó xe bong bong ngoài đường và là cái xe và với thời gian con xuất hiện ngoài đường là ít, rất là ít, chỉ là trong phòng tập nhiều đó để làm việc liên tục. Thế con nghĩ là cái sự tin tưởng nãy là hai bạn nói là đã cưới nhau 4 năm đó, đã quen nhau 4 năm. Quen nhau và gọi là cưới nhau, tức là tổng số thời gian mà bên nhau là 4 năm. Bốn năm nhưng mà các bạn đã cưới bao lâu rồi? Tụi con á, nếu mà cầu hôn là năm trước đúng không, rồi đầu năm là mùng 1 của dương lịch là tụi con làm đính hôn, rồi bắt đầu tháng 3 là tụi con làm một cái lễ cưới cho các bạn bè ở trên Đà Lạt, rồi sau đó tụi con làm một cái lễ hăng thuần ở trong chùa, rồi sau đó tụi con làm lễ gia tiên ở bên theo kiểu Trung Quốc của bên nhà người của mẹ con Méo, rồi 25 vừa rồi là Noel, chọn đúng ngày Noel để tổ chức đám cưới luôn ạ. Có nghĩa là lễ triền miên. Lễ triền miên từ lễ này tới lễ nọ cho tới ngày hôm qua mới là cái lễ đi đăng ký kết hôn. Tại bận lễ quá đó chứ. Cho nên là quên đăng ký luôn. Đó. Mà không sao. Không sao không? Thì chứ đó là trên giấy tờ hợp lệ thôi. Quan trọng là cái việc mà các bạn ở với nhau như thế nào và trong cái tình yêu đó nó các bạn hiểu nhau như thế nào, đúng không? Như vậy là trong suốt 4 năm, Quyền thì chắc chắn là phải cái công việc của Quyền là đi rất là nhiều. Vậy thì mỗi lần Quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không? Hoặc là con có hỗ trợ gì cho Quyền hay không? Trong 400. Dạ, thường thì ba mẹ con trước lúc mà cưới á, thì ba mẹ không có cho đi qua đêm. Là ba mẹ cho đi theo anh Quyền lúc đầu thì ba mẹ em con đi khuya quá á, đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya, thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á. Tại vì đó giờ con gái cứ là 9-10 giờ là đã về tới nhà rồi mà giờ đi tới 1-2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa, là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Cái lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tự mở. Vậy hả? Mệt mỏi quá. Thì bắt đầu là chỉ là 8 giờ có mặt rồi. Từ khi đi với con thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, 3 giờ mới về. Đó. Thì có nghĩa là cũng cảm ơn, bởi vì thực ra con cũng cảm ơn cái ngành nghệ thuật rất là nhiều. Bởi vì nó cho con một cái sự cố gắng và cho mọi người thấy được cái sự cố gắng của con cũng như là cho con một cái niềm tin đó. Không, thực ra là mẹ của con á rất là gọi là sao ta, nhanh nhạy bén á. Tại vì cái bạn Quyền này á là thứ nhất là cái chất giọng của con và cách nói chuyện con rất là chân thành. Thứ hai, nếu mà đã xem những cái thành quả hoặc là những cái sản phẩm mà bạn này làm ra đó là mình sẽ hiểu được tâm hồn bạn này. Bạn rất là thánh thiện, tức là khi mà chị, tại vì chị có chấm bạn này cho nên chị hiểu được tất cả những cái tác phẩm của bạn làm ra nó đều mang cái tâm hồn cái con người của bạn này. Cho nên là khi mà chắc là cô nghĩ á, là lúc mà ba mẹ mời con về để dựng cho lớp á, đó thì chắc là ba mẹ đã cảm nhận được từ lúc đó. Thành ra là cãi lời thầy để mà cho con gái quen với bạn này. Cái nữa là chị có đồng ý là nhìn mặt Quyền á, rất là có cảm tình. Đúng rồi, rất hiền lắm. Rồi nó nghe nè, con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em vậy không? Dạ con là con gái lớn, có một em nên là ba mẹ rất là sợ con hư á, và rất là cưng luôn. Cưng ở nhà rất là cưng, không cho đụng vô cái gì hết. Là cưng như vậy rồi bây giờ bên đây là một dancer mà cái công việc của dancer là gần như là rất là bình dân,
đi không có giờ giấc ăn bờ ngủ bụi, đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đó, thậm chí là rất là thoải mái trong giờ giấc. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Dạ con thì con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn ngoài lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không. Ừ. Dạ anh hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt, xách đồ để quạt cho con á, chăm con đúng không? Dạ. Chăm một tiểu thơ như con đúng không? Đó. Rồi. Nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ. Không ta? Tại vì nè, đã từ năm 20 bao nhiêu đó, 19. Là đã đứng ở sau lưng hậu trường để mà lo hết những cái công việc của bạn này. Yeah. Lo quần, lo áo, lo phục trang, lo sắp xếp, lo tất cả mọi thứ cho Quyền rồi. Như vậy là thì dính khi rồi. Mà lăn lộn vào những công việc đó là bắt buộc con hết tiểu thơ nổi rồi. Đúng không? Con phải bình dân hết mới con có thể chịu đựng được đúng không? Ừ. Ghê lắm. Biên đạo múa coi như là huấn luyện từ hình thể cho tới tâm hồn cho tới... Hay quá. Hay lắm, Quyền này nó hay lắm đâu. Nó quán quân trong hôn nhân luôn mà. Quán quân nhưng mà... trong ừ đó. Ê, nhưng mà nè, quán quân trong công việc, trong các cuộc thi. Nhưng mà cái việc quán xiếng tiền thì sao? Dạ đây ạ. Thì thực ra là cùng một phần là con không biết sao này. Nhưng mà từ lúc mà con quen Mèo á, và chỉ có một năm thôi thì con giao hết tất cả giờ tiền của con cho Mèo luôn. Oh. Bởi vì đối với bản thân con của công việc á, là con thích được sáng tạo, con thích được làm, con thích được cái cảm hứng nó tuôn trào ra. Con thích sử dụng những cái trải nghiệm của cuộc sống của con để mang vào những cái tác phẩm con dàn dựng. Mà sống vào bao nhiêu tiền là cứ để đẩy vào đây. Ông quan tâm dự định cho tiền. Cái chuyện tiền bạc đó là nó mệt lắm, nó trần tục cái tác phẩm của mình liền. Hay quá chị Một ơi. Giống em quá. Em cũng vậy đúng không? Em cũng vậy luôn. Liên nó cầm hết em luôn. Em thề với chị luôn, 5-6 năm nay em không hề biết tiền lương là gì. Nhưng mà những cái tiền mà lẻ lẻ hoặc những tiền mà đột xuất là em giữ đúng không? Em đâu có nói. Đó là em nói cái chuyện nói chuyện riêng. Vì em không được đưa lên sống nha. Biết này luôn, biết hết luôn rồi. Liên nó nhắn tin riêng cho chị hoài cái gì. Rồi nó nghe nè. Rồi hai đứa yêu nhau, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, rồi cái việc mà tỏ tình cầu hôn nó có cái gì đặc biệt không ạ? Dạ chắc là tỏ tình của... thực ra là về tỏ tình á thì con là chủ động trước thì các bạn bên Mèo á thì con nghĩ là thời gian đó là các bạn cái đúc các bạn của Mèo á cái đúc nó anh Quyền thương mày để thương đấy. Đó thì bắt đầu là con cùng tiến tới. Thì trước khi nó lại cái giải quảng quân thứ hai thì mình phải lại nang trước đã. Đó. Thì bây giờ sau khi con tỏ tình xong cả rồi con tiếp tục tập cho Mèo rồi bắt đầu con thương Mèo rồi. Còn nếu mà trong đề cưới á thì không phải là con ý kiến nói lắm. Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. À, xong rồi tao lại kiểu là cứ nói xong rồi cứ giéo kỳ đó trong đầu con nhiều thì con thì có việc là con không còn nói nhiều. Xong rồi có một năm là năm 2020 thì bắt đầu là con quyết định là tỏ tình. Cầu hôn nhé, thì con làm một cái bài rất là hay, rất là dễ thương, rất là dương dạ luôn. Của bên bằng một đúng một chung bằng một điều luôn. Con nhảy luôn. Con mà hai con khổng lồ chạy quanh ngoài ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa. Thì đó là một cái clip rất là viral ở trên TikTok cũng như là Facebook thì con làm một cái màn cầu hôn cho nàng. Nhảy đến nửa bài cũng chưa biết mình làm được cầu hôn. Vậy hả? Ê, con kể thêm đi. Đúng hai rồi. Con khủng long. Rồi con mời Mèo đi chơi phố đi bộ. Thực ra là cái câu chuyện hai khủng long xuất hiện. Dạ đúng rồi, thực ra là cái câu chuyện như thế này là con có kế hoạch từ tháng 5 cho đến tháng 11 con mới làm được. Điều đó thì lúc đó là con có kế hoạch là nhảy một câu hôn Mèo. Thì con có cả gia đình của con là em Kill Dance Team là một cái nhóm riêng của con lại tên của con thì con có các bằng nhỏ kích cũng như bằng lớn cùng nhau tập một cái bài. Thì hẹn nhau ngay hôm đó họ tập đầy đủ mọi thứ. Mang kịch bản cầm lòng đô ra, cầm kẹt chạp đô ra. Kiểu như vậy là mình dàn dựng giống một kiểu làm cưới miêm quê em. Nhưng mà thay vì là có hai em cầm lông đen thì có hai khổng lồng đi trước. Thì đó rất là dễ thương nhé. Ngày hôm đó là cả team cả đám giật mình là bởi vì sao? Hôm đó đồng chơi nàng đi làm tóc làm đẹp rồi, ủa có ai tiết lộ bị mật gì không? Nguyên đám nó kiểu mọi người ơi hôm nay Mèo làm tóc này sao bắt đầu là ủa gì vậy có ai tiết lộ gì không? Tập là rất là bị mật mỗi lần mà Mèo mà có cũng có cái phòng tập ở nhỏ nha, mỗi lần mà mọi người tập và Mèo đi lên tập nhạc đứng nghiêm rồi bắt đầu giảng cơ rồi chuyện qua giảng cơ không ai biết cái xong bài và nhỏ đi xuống cả lúc đông cái đám nhảy tập bài để cái nhạc mà kiểu là rất là nhỏ mà phải bị cái tai mà nghe để tập cho xong cái bài. Bắt đầu là hôm đó thì
con nhờ con dắt Mel ra cái cảm giác đầu tiên của con á, là thực ra là mình đã chuẩn bị kế hoạch này rất là rõ ràng, là rất là tốt. Nhưng khi mình chuẩn bị bước vô nhảy là Quyên con cảm giác là cái chân con không có cảm giác nhảy luôn, kiểu bị lo lắng, hồi hộp, rung á. Thì bắt đầu không biết mình làm cái tốt không, rồi bắt đầu là khi mà nhảy đến nửa vai và nhỏ rồi vẫn không biết là mình được cầu hôn. Cho đến khi con dựng tay vào thì con với mẹ có một cái rất là hay, bởi vì có một cái thể loại nhảy là khiêu vũ mà swing á, là dùng để nhắc nhau á. Thì con với mẹ vô tình là không biết sao nữa, là không cần tập với nhau thì mẹ cứ nghe lời con và dựng và nhảy theo. Thì con dựng lúc mẹ con còn cảm rất là vui, là bởi vì khi con dựng mẹ vào nhảy thì mẹ vẫn nhảy bình thường với con được luôn. Xong đến khi câu hộ nguyên một tiếng làm giống như là nha trai rửa quá thì bắt đầu vào việc là mình được cầu hôn. Nhưng hôm đó là quay luôn đó phải không? Dạ có người ở ngoài quay có người quay luôn ạ. Để về lên TikTok coi lại mới được. Trend đúng không? Dạ trend. Rồi con sao lúc mà con biết là mình được cầu hôn, cái cảm giác con sao? Dạ lúc đó con cũng hơi bỡ ngỡ, là tại vì như anh Quyền nói là tới nửa bài á, con cũng nghĩ là trời mấy bé nhảy vui quá kìa. Dạ, chứ cũng không có nghĩ là mình được cầu hôn luôn. Xong rồi cái lúc mà anh Quyền, lúc đó anh Quyền không nói được luôn. Anh Quyền nói mà kiểu không biết là mình sẽ phải nói gì á. Có gì nào được một câu duy nhất à? Làm vợ anh nhẹ. Làm vợ anh nhẹ. Đâu đâu nói lại. Làm vợ anh nhẹ. Con có trả lời không? Dạ, con gật đầu. Ok anh nhé. Mà lúc đó thì có giác... nước mắt không? Dạ, nước mắt không? Dạ có, tại vì cũng bình thường là con vẫn hay nói với anh Quyền là cưới, tại vì con nghĩ là con muốn, thực sự là muốn, cho nên là mới hay hỏi anh Quyền như vậy. Nhưng mà cũng không có nghĩ là anh Quyền sẽ hoành tráng mà lại lãng mạn đúng không? Dạ. Đúng 18 tuổi. Lúc đó là 18, 19. Lúc đó là 21. 20 là vỡ kế hoạch rồi. Ước mong của con là 18 tuổi lấy chồng mà đúng không? Dạ. Tại vì con nghĩ là nếu mà 18 tuổi lấy chồng thì lúc đó là mình cái tuổi đẹp nhất, và lúc đó mình sẽ được làm cô dâu đẹp. Dạ. Nhưng mà như vậy là bây giờ tụi con ở là vợ chồng là nay được nhiêu lâu rồi ta? Anh nếu như vậy thì chắc là tụi con ở trong cái thời điểm dịch là từ lúc định hôn này giờ là 1 năm rồi đó. Là 1 năm rồi. Dạ, tại vì lúc đầu là gia đình con coi ngày á thì là tháng năm cưới, nhưng mà trước đó một tuần thì vỡ dịch á nên là không có đám cưới được. Dạ, nên là phải hết dịch rồi mới cưới. Dạ, nên phải dời lại tháng 12 mới cưới. Thì trong tụi con cũng có một thời gian là cùng nhau ở với nhau qua dịch. Thì cũng cảm nhận được cái cách ở với nhau. Đúng rồi. Có nghĩa là coi như tụi con chính thức là ở chung với nhau là vào tháng mấy, được bao lâu rồi? Không cần nói tháng, được dạ, bao lâu là rồi? Còn nếu mà được là gần một năm. Gần một năm. Mới quá chị ơi. Có. Không biết có cái gì nó lòi ra không chị? Thì bây giờ hỏi đi. Không? Ừ, đồng bây giờ năm hỏi đi. Còn mới lắm nha. Nó nghe nè, còn một năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Quyền nó lòi ra không? Rồi có những cái tật xấu nào của Mèo mà Quyền thấy nó nhiều quá không? Thấy là lúc khi mà mình chưa có về ở với nhau á, là không bao giờ thấy xuất hiện đó. Cái tính tình hoặc là cái tật đó nha. Mà về ở với nhau rồi lòi ra, cái tật đó. Đó. Cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là có cái tật đó rồi. Thôi bây giờ kể đi con. Đó có nghĩa là mỗi lần mà Mèo là hay hét. Mỗi lần Mèo mà kiểu đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cái nhà lần đứng từ trên nghe được hết, ba mẹ đều nghe được hết. Kiểu ba mẹ quen rồi chiêu cứng mà đây là con gà rùa của ba mẹ mà. Kiểu con hét cũng vậy, thì mỗi lần Mèo hét con cũng kiểu rèn rèn đúng không? Mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà Mèo mà tức một cái là mắt mới nhìn một liệt qua cả là ý trai con Mèo đổi mắt mà. Là phải sợ con Mèo đeo công tắc len đó. Đúng rồi, phải sợ là con cục hơi rèn rèn. Thì cái đó là con quen rồi. Con quen trong lúc vừa quen là bởi vì con biết được tính cách của Mèo là như vậy. Và con đón nhận cái điều đó. Bởi vì thực ra là con nhìn vào cái điểm tốt của Mèo nhiều hơn là những cái tính cách đó. Nhưng mà đây là kệ tốt kệ, đây, tốt kệ tốt không nói. Đây là cái phần mà chúng tôi không kêu khui những cái tính tốt. Mà chúng tôi kêu khui những cái tật xấu chưa hoàn hảo. Chưa hoàn hảo. Hồi đó đó là Mèo ở chung với ba mẹ. Mèo ở trên lầu, Mèo hét thật to. Nhưng mà từ khi ở với con thì cái việc là hét như vậy to vẫn còn không? Hỏi hay đi, là hỏi chị đi to. Dạ, vẫn còn. Mà lúc đó là lúc nóng giận đúng không? Dạ, lúc kiểu giống như thật ra cũng phải lúc nóng giận nè. Lúc kiểu cảm giác mà không vừa lòng cái gì không đó. Không vừa lòng cái gì đó, bắt đầu tim không được. Cái gì cả đó bắt đầu hét. Ủa Mèo, Mèo, hét làm sao Mèo? Con hét làm sao? Con hét thử coi. Con Candy nhà em á, y chang. Nhảy! Đó. Nhảy! Trời ơi, hét gì đó. Con hét gì không? Dạ không, nhỏ hơn xíu. Đó. Thì Mèo cũng
ngủ muống, ngủ dậy muống. Nướng đúng không? Ngủ nướng nhiều. Thực ra là con cũng thương mèo, và bởi vì từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều, thì con cũng quen với cái việc là phải chủ động làm mọi thứ, rồi con cũng dọn dẹp, con cũng từ rửa chén bát vào mọi thứ. Nàng cũng biết tìm cách, có biết nấu ăn đâu, bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi. À, không biết nấu ăn đúng không? Đó, nhưng mà cũng phải tìm cách để học. Thì đó, bây giờ là... biết nấu chưa? Dạ. Biết sơ sơ. Sơ được mấy món rồi con? Các món luộc đó. Không? Tất cả các món luộc. Dạ, con biết nấu luộc, hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên YouTube xong rồi tự nấu. Bây giờ con thử con kể ba món mà con có thể làm được ngoài trứng chiên và mì gói. Con thịt luộc á. Thịt luộc, trời ơi, món khó làm quá chị. Ta nói là bây giờ tất cả các loại luộc mà. Dạ. Thịt luộc, rau muống luộc. Rau muống luộc. Trứng luộc. Ừ. Dạ. Rồi đủ ba món rồi con. Thôi, còn cái đặc gì nữa không? Quản lý kinh tế thì sao? Hồi nãy con nói ví dụ gì mà kinh tế không hỏi ghen tuông đi, hỏi vì có ghen không, có ghen không? Thời gian đầu thì rất là ghen. Thời gian đầu quen đây rất là thời gian ghen. Đầu gì mới chưa được năm mà thời gian đầu gì đừng nói bây giờ hết ghen nha. Lúc ở với nhau đó, lúc mà thời gian mà kiểu đi làm số với con á, cùng ghen, cùng ghen. Khi mà thấy con bà mụ và các bạn nhỏ, các bạn khác thì bắt đầu là chứng tay bị các bạn kia, rồi bắt đầu cùng ghen. Rất khó chịu rồi đúng không? Đúng rồi. Có cái lần ghen nào mà để lại ấn tượng trong con sâu sắc không? Lần ghen thì ấn tượng sâu sắc thì con không nghĩ không có, bởi vì con thấy điều đó bình thường á. Con lần mà con thấy mà kiểu cảm thấy mà con làm một cái tác phẩm là Harley Quinn and Joker, thì đó là cái tác phẩm mà bạn thích nhất. Rồi tự nhiên con làm cho với diễn viên Anh Kiều. Là học trò con luôn, Anh Kiều. Thì bắt đầu bạn có ghen, có một cái tác phẩm mà em thích nhất cũng đem đi cho người ta. Là ghen vậy đó hả? Không ghen vậy đáng yêu mà. Ghen nào mà ghen khùng, ghen điên á con. Dạ, con chưa có nhớ không? Dạ, chưa có. Chưa có hả? Nhưng mà anh nghĩ là cái công việc của anh á là làm việc với đen xê nữ nhiều. Dạ. Cho nên là cái con cũng phải chờ đi. Trời ơi hả, nhìn ốm vậy đó nha, mỏng mỏng vậy đó mà trời ơi bưng bê thảy rồi, trời ơi dữ dằn lắm á. Ôi chị đã chứng kiến rồi, chị chứng kiến bạn ấy suốt rồi. Rồi nó nghe nè, con không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là hay mua sắm online không? Yes. Shopee vô sổ luôn, vô sổ liên tục. Shopee liên tục luôn. Đúng rồi. Nhưng mà đồ mua về rồi có xài không? Dạ, không, có xài nha, có xài. Mặc dù Shopee liên tục, thực ra là nàng này cũng mua Shopee liên tục, nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt, bởi vì mua cho con nhiều. Mua cho con nhiều. Bởi vì con không biết sao nữa. Đấy là mang danh là tiểu thư, theo chị biết là được quan tâm, nhưng mà khi mà quen con là ví dụ khi mà con trước đó là bởi vì con không còn mua sắm nhiều đi, là con chỉ có cần mua tập rồi là xong rồi. Nên từ khi mà quen mèo là mèo mua đồ tùm lum đùm lum mà mua là chủ yếu là cho con này. Mua sắp đi còn vậy mèo. Là cái đó không phải là tật không xấu là rồi, đó là tật tốt. Thôi bỏ cái tật tốt đó đi, bây giờ mình đang thôi bây giờ nếu mà kể chắc là kiểu như bây giờ bạn càng cũng kể. Chưa tìm hiểu được cái tật nào đâu, nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn, tức là perfect nhất luôn. Perfect nhất của con thì con muốn vợ của con bản lĩnh hơn. Bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình. Mình có thể chủ động mọi thứ. Thì mèo đang làm tốt điều đó là quản lý con giao lại việc quản lý cho nhóm, các bạn nhỏ rồi mọi thứ, để mèo trở thành một cái gì đó là thay con, để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo. Có việc đó là con phải tự edit clip, con tự phải làm fanpage, con phải tự dạy rồi lấy chương trình tìm nhạc, cắt nhạc, rồi bắt đầu là làm ảnh, làm poster rồi nhiều thứ. Bây giờ là những đấy là lý do tại sao mèo học media là mèo cũng làm lại. Bây giờ con bán giao qua cho mèo. Đúng rồi. Là mèo đã làm được bao nhiêu phần trăm cái điều con mong muốn rồi? Dạ, chắc là được 50% rồi đó. Cố gắng đi con, cố gắng thêm 30% nữa. Mặc dù 22 tuổi nhưng mà đã làm cô rất là tâm phần 60 em rồi. Tốt quá. Quá hay. Rồi giờ tới mèo nữa con. Những tật xấu của bạn Quyền này là gì? Dạ, tật xấu của anh Quyền không biết. Tại vì ở nhà anh Quyền làm cũng nhiều lắm nên là cũng không biết. Không biết được tật xấu gì luôn. Bên ngoài á, bên ngoài xã hội thì sao? Bên có ngoài tính hay không, rồi có ga lăng với phụ nữ, với phụ nhiều nữ khác hay không? Dạ, tật xấu anh Quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh Quyền đi tập á thì anh Quyền hay ném ném giày các bạn á. Nóng tính đúng không? Dạ rất là nóng tính, nhưng mà khi mà không có giày để ném thì ném luôn điện thoại. Trời ơi.
Dạ. Nên là con phải đi sửa hoài luôn. Có nóng lần... tính nè, cọc nè, đúng không? Khi mà mấy bạn tập không tập trung là cứ ném giày, mà ném không được là cứ ném điện thoại. Mà con nhớ lần mà nhớ nhất á là cái điện thoại nó ném, tại nó nát quá rồi nên là phải mua luôn cái điện thoại mới. Như vậy là xả cơn giận nhưng mà hư tổn hao tài sản, đúng không? Đó, còn nóng tập tính, nóng tính, cọc tính. Dạ. Còn gì nữa không nè? Có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là... Không, anh Viền gọn lắm, Viền ở nhà anh Viền gọn hết nên là... Không không, nó có cái này cũng có thể gọi là tật xấu nè. Có nghĩa là kỹ quá đó, kỹ tính quá, coi như là ngăn nắp quá luôn á. Đôi khi đó là tật xấu. Thì không biết rằng là cái kỹ lưỡng của anh là nó ở mức độ nào? 100% hay là 80% hay là... Cũng phải 80-90% á. Tại vì anh Viền rất là ngăn nắp, thích mọi thứ rất là phải gọn gàng. Như thế này nè, có những người gọn gàng, những người rất là ngăn nắp. Nhưng ở chung với cái người mà không có ngăn nắp á, thì hay có cái dấu hiệu như thế này: vừa làm mà vừa cầm ràm, vừa làm mà vừa nói, sao quăng vậy, sao quăng vậy. Có la con không? Vừa làm vừa la không? Dạ không, anh Huyền tự làm. Tại vì bình thường á, anh Huyền mà anh Huyền có tiết chạy buổi sáng thì anh Huyền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ, cái anh Huyền tự làm luôn. Cũng cho con ngủ nha. Mới nha chị ơi. Thật ra là con cũng hiểu được là Nang bằng con tuổi như vậy. Bởi vì sau này đến lúc một tuổi nào đó thì mẹ sẽ trải qua cái cảm giác của con là ở một công việc nội trợ đấy. Thì con bây giờ con cứ làm cho mẹ đã, để cho mẹ có thời gian học nhiều đã. Chứ bây giờ tuổi này con chơi mà, tụi con cũng muốn đi chơi nhiều hơn là sinh con. Không, tại mẹ cũng đang đi học mà. Thì mẹ có mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì không? Dạ. Đừng quan điện thoại nữa, thí dụ. Đúng rồi, đừng quên điện thoại để tốn tiền. Bớt nóng tính đúng không? Dạ. Bớt nóng tính. Thật ra cái sự nóng tính của con á là nó ở trong cái phòng tập á, để cho mọi người phải focus vào con, để mình tập trung tụ cái tập phẩm của mình phải làm rất là nhiều. Ném sắm thám á, chiếc dây của ném điện thoại là cọc mà. Nhưng mà ném dây là mang tin rất là vui, bởi vì các bạn cứ luôn luôn sợ chiếc dây của con là cứ bay vào đầu, bởi vì chạy kiểu gì con cứ quăng là cứ trúng. Có cái quăng dám chơi mà chạy kiểu gì nó cũng trúng đầu. Đúng không? Trúng hay không? Trúng hết 100%. Vậy đó, hay vậy? À, con ví dụ đang tập ở đây đúng không? Bạn kia quên bài cái, con nhìn đây này. Quăng cái, chạy tới kia dính. Mà con quăng dây nào vậy? Dây kia, tao chỉ dây này là chuyện người. Dây này, trúng cái gót, chết luôn á. Dây múa rồi lấy dây này. Đó không sao. Dây mà dây đã bánh với dây này là xác định là con không giảm luôn. Con mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì thêm nữa không? Ngoài cái việc là quăng đồ với nóng tính. Con nghĩ anh Quyền cần giống như là khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể giữ sức khỏe hơn. Tại vì anh Quyền tập rất là khuya, cứ ba có hôm là đi từ 6 giờ sáng và tới 3-4 giờ đêm mới về. Bất chấp luôn. Nó đập nói chắc đi thi mới tập giữ. Dạ đúng rồi, cũng đi thi và lên nhiều công việc, bởi vì con phải cân bằng nhiều thứ. Cuộc thi cũng sẽ quan trọng nhưng mà mình phải là một cái đường dài mình để mình xây dựng những cái công việc bên ngoài nữa. Rồi thì thôi tuổi trẻ mình, nhưng mà về đây thì con đã có những người học trò tốt, có những người bạn cũng như coi như con vậy, và các bạn đó cũng sẽ bớt công việc của con để cho con tập trung vào những gì cần chỉnh thôi. Còn cái tuổi đó thì con cảm thấy là cái thời điểm đó con khá là mệt, nhiều lúc á con lại sẽ chở mèo mà con mắc con như vậy. Có hôm là đang chạy xe mà tung luôn, là con cứ phải lắc là anh ơi dậy đi, anh ơi tỉnh đi, mà đang chạy xe có hôm là tung vô xe rác luôn. Vậy là giờ con mong muốn điều đó là hoàn toàn hợp lý nha. Đúng rồi đó con ơi. Dạ, có hôm là đi về là ngủ ngoài sofa luôn, mà mở cửa tan hoang gì á. Là không, anh Quyền quá mệt rồi á, cứ đi vô là nằm đâu cũng ngủ được hết, xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn. Đúng rồi. Dạ. Thường cái bệnh này là những biên đạo múa là hầu như là ai cũng mắc phải á, tại vì á, cái lúc mà làm việc á bị hăng lên rồi không có kiểu giống như cái dây đờn á mà nó căng lên, nhưng mà mình biết là nó căng đó. Nhưng mà từ lúc đó mình nghĩ là mình cần phải căng như vậy để nó đạt được cái điều mình đang mong muốn. Nhưng mà thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ngưng cái đó lại. Dạ đúng rồi. Con phải điều tiết lại, đúng không? Con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả. Nếu con muốn xây dựng một nhóm và một bạn và một gia đình, con quay là cùng nhau để mình họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc, trải nghiệm được cái thời gian của mình trải qua và bắt đầu sẽ bớt công việc cho mình hơn. Bắt đầu là từ bây giờ là được rồi. Dạ, đó 28 đúng không? Dạ đúng ạ. Là cô nghĩ là được rồi đó, là phải làm theo cái mong muốn của vợ con, là cô thấy cực kỳ chính xác luôn á. Rồi xin cảm ơn hai con.
đã đến với chương trình Vợ Chồng Son, và chúc cho hai con sẽ luôn vui tươi như thế này và mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ, rồi xin chào, chút nữa chúng ta gặp lại.